Most Reverend Archbishop Joseph Wu Van-Thien, Your Eminence, Cardinal Peter, Archbishop, Bishops, Director of the Seminary and the Professors, Fathers, dear seminarians, brothers and sisters in Christ. Thank you, Archbishop Joseph, for your kind invitation to be here with you and to concelebrate this Holy Eucharist on this special occasion. Kính thưa Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, kính thưa Đức Hồng Y Phêrô, kính thưa các Đức Tổng Giám mục, Đức Giám mục, kính thưa Cha Giám đốc Đại chủng viện, kính thưa quý cha, kính thưa các chủng sinh thân mến, cũng như anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Tôi xin cảm ơn vì lời mời rất trân trọng của Đức Tổng Giám mục để đến đồng tế thánh lễ vào dịp trọng đại này. I'm very happy and privileged to be here with you this morning and assist the blessing of the new building, new structure to improve the formation of our seminarians. Tôi rất được hân hạnh được mời đến đây và được chứng kiến việc làm phép của tòa nhà mới của chủng viện. Điều đó nói lên một sự tiến triển trong việc đào tạo nhân sự mới, trong đào tạo linh mục của Tổng giáo phận. The church needs physical structures, buildings, chapel, churches to accomplish his mission on the earth, to evangelize. But for us it's also important spiritual formation that is happening inside these buildings. Giáo hội cần những tòa nhà, cần những cơ sở, cần những nhà thờ, những nhà nguyện, cần những tòa nhà chủng viện để mà hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thế nhưng giáo hội cũng cần phải thăng tiến chất lượng những công việc của mình ở trong những tòa nhà đó. I would like to remind all of you the words of Saint John Paul II, Pope, who loved Vietnam and did a lot of things for our country. Once he said, tôi muốn nhắc lại những lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, là vị giáo hoàng rất yêu mến Việt Nam và là người đã làm nhiều việc cho đất nước Việt Nam. He sent this message to the seminarians. I want to remind you of the importance of fidelity. Before you can be ordained, you are called by Christ to make a free and irrevocable commitment to be faithful to him and to the church. Human dignity requires that you maintain this commitment, that you keep your promise to Christ, no matter what difficulties you may encounter and no matter what temptations you may be exposed to. Tôi xin nhắc lại những lời của Đức Giáo Hoàng nói với các chủng sinh như sau. Tôi muốn nhắc nhở anh em về tầm quan trọng của sự trung thành. Trước khi anh em được chịu chức, Chúa Kitô đã kêu gọi anh em để làm một cái cam kết hoàn toàn tự do và triệt để trung thành với Chúa Kitô và giáo hội của người. Phẩm giá con người đòi hỏi anh em trung thành ở bền vững ở trong cái lời cam kết đó, lời hứa với Chúa Kitô, mặc dù có những khó khăn, có những thử thách và có những cám dỗ trong đời sống. The seriousness of this irrevocable commitment places a special obligation upon the rector and faculty of the seminary and in particular way on the spiritual director to help you, dear seminarians, to evaluate your own suitability for ordination. Since there is no right to be ordained priest, it is then the responsibility of the bishop to judge whether you should be called to the priesthood or not. Sự quan trọng của lời hứa với Chúa Kitô của sự cam kết này đặt một trách nhiệm đặc biệt trên cha giám đốc chủng viện trong ban giảng huấn và huấn luyện của chủng viện, đặc biệt là những cha
đồng hành những cha linh hướng để giúp anh em những chủng sinh để tự đánh giá mình có phù hợp với việc chịu chức hay không. Vì thế, không có quyền để chịu chức linh mục, mà đó là trách nhiệm của vị giám mục, người sẽ thẩm định liệu anh em có được gọi đến chức vụ linh mục hay không. In my perspective, after 35 years of priesthood, I think it is important that our commitment be made with full awareness and personal freedom, but also we have to remember of our human limits. And so during these years in the seminary, take time to reflect on the serious obligations of and the difficulties which are part of the priest's life. Theo tôi, sau 35 năm chịu chức linh mục, tôi nghĩ rằng điều quan trọng cho cái cam kết của chúng ta được tạo thành đó là một sự hoàn toàn ý thức và tự do cá nhân đầy đủ, cũng như ý thức về những giới hạn con người của mình. Vì thế, trong những năm ở trong chủng viện, anh em phải suy tư về những trách nhiệm nghiêm túc và những khó khăn, nó là những phần ở trong đời sống linh mục. Dear seminarians, dear brothers, consider seriously whether Christ is really calling you to the celibate life, or there are other reasons that suggest you to be priest. Vì thế, anh em phải xem xét xem mình có được gọi đến để sống đời sống độc thân, được Chúa Kitô gọi đến đời sống đó, hay có những lý do gì khác mà thúc đẩy anh em trở thành linh mục. You can make a responsible decision for celibacy only after you have reached the firm conviction that Christ is indeed offering you this gift, which is intended for the good of the church and for the service of others. Anh em chỉ có thể làm một quyết định đầy trách nhiệm về vấn đề độc thân khi anh em đã xác tín được rằng Chúa Kitô thật sự gọi anh em và ban cho anh em cái hồng ân độc thân đó, và đó chỉ vì lợi ích của giáo hội và vì sự cứu rỗi các linh hồn. But to understand fully what it means to be faithful, we must look to Christ, the faithful witness, as the book of Revelation says. We must look to the Son of God who said, "My aim is not to do my own will, but the will of him who sent me." We look to Jesus not only to see and contemplate his fidelity to the Father despite all oppositions, but also to learn from him the means he employed in order to be faithful. Để hiểu thế nào là sự trung thành, chúng ta cần nhìn lên Chúa Kitô là đấng trung thành, là chứng nhân trung thành, và nhìn đến Ngài là người con đã đến không phải làm theo ý riêng của mình, mà tôi đến để làm theo ý đấng đã sai tôi. Chúng ta phải nhìn vào Chúa Kitô và suy niệm với sự trung thành của Ngài, mà Ngài đã luôn luôn trung thành trong cả cuộc đời, mặc dầu gặp những thử thách và chống đối. Và chúng ta cũng học nơi người cái cách thức để chúng ta sống trung thành. And before concluding my short message to all of you, I would like to quote again Saint John Paul II with these words: "Remember that in the final analysis, perseverance in fidelity is a proof not of human strength and courage, but of the efficacy of Christ's grace." Trước khi kết thúc, tôi xin lại nhắc lại những lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Xin anh em hãy nhớ rằng nguyên do của lòng trung thành không phải là chứng cớ của sức mạnh và sự can đảm của con người, mà đó là chứng cớ của hiệu quả ân sủng của Chúa Kitô. And so, dear brothers, if we are going to persevere in the choices we have made,
we must be men of prayer, especially now during the Lenten season. We must be joyful men who, through the Eucharist, the liturgy of the hours, and our personal encounters with Christ, find the courage and grace to be faithful. Enjoy your lunch and be faithful to Christ. Thưa anh em, để bền vững trong sự trung thành, chúng ta cần phải là những con người cầu nguyện, và đặc biệt trong mùa chay này, chúng ta phải là những con người của niềm vui, và qua bí tích thánh thể, qua các giờ kinh phụng vụ, qua cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu trong sự suy niệm, chúng ta tìm được sức mạnh và sự can đảm qua hồng ân của Chúa Kitô. Cầu chúc anh em bữa trưa vui vẻ và muôn ơn của Chúa Kitô trong sự trung thành. Thank you, Father.